Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm trước tôi có kể quý vị nghe mà cũng lâu lắm rồi, nhiều lần tôi có nói nhiều khi cấm vận đó, trên thế giới nó không hiệu quả. Và rồi mới đây trong các chương trình gần đây tôi cũng nhắc quý vị một câu chuyện là tàu của Nga đó, chở dầu của Nga đi ra ngoài khơi bắt lậu. Rồi ông Ấn Độ ông lại đi mua dầu của Nga, ông về ông lọc, ông chế biến lại bán cho mấy ông khác để tránh được cái vấn đề cấm vận. Thì hôm nay tôi muốn phân tích sâu cái chuyện này, bởi vì mới đây nó có một cái bản báo cáo của cái tổ chức nó tên là Center for Research on Energy and Clean Air, nằm tại thành phố thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đây là họ chuyên về cái chuyện này và họ kết luận là Ấn Độ và các nước châu Á khác ngày càng trở nên khách hàng lớn và gia tăng mua dầu của Nga, mặc dù có cái áp lực của Mỹ và phương Tây là đừng có mua dầu của Nga, bởi trong dầu của Nga nó có máu của Ukraine. Nhưng mà các quốc gia họ vẫn mua, đứng đầu là Ấn Độ. Thì đó là câu chuyện tôi muốn nói. Thì chúng ta biết đó, khi mà Mỹ và các nước Tây phương bảo đừng mua dầu của Nga là họ muốn đang cấm vận Nga, bản thân họ sẽ không mua dầu của Nga. Bông Liên Lâu là tính cuối năm nay là giảm tới 90%. Mỹ là coi như là ngưng gần như toàn bộ. Họ cũng muốn các quốc gia khác cùng tham gia với họ không mua dầu của Nga, để Nga không có tiền để chi cho chiến phí. Nhưng mà trên thực tế thưa quý vị, các nước khác bảo nếu quý vị không mua thì tôi mua. Và hôm trước trên chương trình này tôi có kể quý vị là ông Putin, ông cũng nói mà mấy nước khác không làm ăn với mình thì các nước châu Á làm ăn với mình. Và bây giờ Ấn Độ mua rất nhiều dầu của Nga. Bây giờ mới biết rằng Ấn Độ là một trong những ông lọc dầu lớn nhất trên thế giới. Ông có nhiều cái xưởng lọc dầu trên màn hình quý vị thấy. Thì theo trung tâm này cho biết là trong 100 ngày qua kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine thì cái tiền Nga thu được qua chuyện bán dầu nó là gần 100 tỷ đô la, 97.4 tỷ đô la. Tiền thu được cái revenue đấy nha, revenue đó. Đó. Đặc biệt cho dù là trong tháng 5 nó có giảm, nhưng mà nói chung là từ tháng 2, 3, 4, tháng 6, 4 tháng đó. Và quý vị thấy nếu mà trong 100 ngày mà gần 100 tỷ thì có phải là trung bình một ngày 1 tỷ đô la. Họ bán ra được 1 tỷ đô la. Hôm trước tôi nói quý vị rồi. Và họ cũng chi 1 tỷ đô la mỗi ngày cho chiến phí ở tại Ukraine. Có nhiều hoài. Hả? Thì tại sao Nga làm được điều này và tại sao các quốc gia này họ mua? Thì thưa quý vị, cái bản báo cáo cho thấy là cái doanh thu bán dầu hỏa, bán năng lượng của Nga là nó có thể là cung cấp tới 40% ngân sách của nước này, trong đó đương nhiên có ngân sách quốc phòng. Tức là gì? Ngoài dầu ra tôi bán vũ khí rồi kia tùm lum la hết. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà Nga bán cái lượng dầu nhiều như thế này, chúng ta không biết là bán số lượng bao nhiêu, nhưng mà bán với số tiền này ta biết là giá rẻ. Rẻ thì ông Nga cũng lợi thế lắm. Tự nhiên mà dầu thì cứ bơm lên, bán dầu thô mà. Tôi cứ bơm lên đây. Bình thường tôi bán cho ông châu Âu là một thùng tôi được 20 đô. Bây giờ bán cho ông Ấn Độ, ví dụ ông Ấn Độ, ông Trung Quốc mua một thùng có 10 đô thì tôi bán 2 thùng. Tôi cũng được 20 đô. Thì cái mỏ tài nguyên của tôi nó gần như vô tận mà tôi cứ thế tôi bơm lên thôi. Tính sau mấy trăm năm sau tính sau. Đó, là họ làm như thế. Thì tại sao Ấn Độ là anh mua nhiều bất chấp những lệnh cấm của phương Tây? Bởi Ấn Độ là cũng tương đương 1 tỷ 4 dân thôi, họ cũng cần, thấy không, dầu hỏa. Và tính đến lúc này thì thưa quý vị, trong năm 2020 không đó là Ấn Độ mua của Nga là 60 triệu thùng dầu. Tính đến thời điểm này 60 triệu thùng so với 12 triệu thùng của năm 2021, là trong năm 2021 mua có 12 triệu thùng thôi. Năm 2022 bây giờ mới tháng 6 đã là 60 triệu thùng rồi, tức gấp 4 lần, 5 lần chứ, gấp 5 lần, gấp 5 lần mà mới có 6 tháng.
Tại sao rẻ? Với lại ông Ấn Độ có nhiều nhà máy lọc dầu, chúng tôi mua về, mua dầu thô về tôi lọc, lọc xong tôi bán cho các nước khác. Một cái nhà máy không đó, hồi nãy quý vị thấy cho mình, thuê mướn tới 10.000 công nhân. Nhà máy lọc dầu mà 10.000 công nhân thôi, 10.000 công nhân, đó, dễ sợ chưa? Rồi ngoài ra, Nga cũng bán cho các nước châu Á khác, ví dụ Trung Quốc, trong những tháng gần đây, cũng tăng nhưng mà không nhiều bằng Ấn Độ. Và mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, thì thủ tướng của Sri Lanka là ông Ranil Wickremesinghe cũng nói là chúng tôi đang nhìn qua các nguồn năng lượng khác. Đó, nếu không có đủ chúng tôi sẽ mở ra cái cơ hội tính đến cái chuyện là sẽ mua dầu của Nga. Và hồi cuối tháng 5 thì Nga mới mua có 99.000 tấn thôi. À xin lỗi quý vị, Sri Lanka mua 99.000 tấn của Nga để bắt đầu là lọc. Bắt đầu lọc 99.000 tấn thôi trong tháng 5. Rồi không những những nước này, ông Nga biết bây giờ ông cần phải bán dầu nhiều để ông bù cho cái khoản mà bị Liên Âu sẽ chấm dứt. Thì bắt đầu ông đi ông chào hàng nhiều nước, những cái khách hàng mà trước đây ông không có bán. Ví dụ mới đây, ông Marat Palop là đại sứ của Nga tại Philippines đã gặp Tổng thống tân cử, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos Jr. Và có nói là Nga sẵn sàng bán năng lượng cho Philippines để trợ giúp. Nhưng mà ông không nói rõ là bán như thế nào. Về phía Marcos á, thì ông sẽ làm Tổng thống 6 năm trời, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 tới đây ông tuyên thệ. Thì cho đến giờ phút này ông cũng không nói là ông có sẽ mua dầu của Nga không. Mặc dù đại sứ Nga đến nói chuyện với ông, nhưng mà chưa có gì cam kết. Nhưng mà thấy rõ ràng là ông Nga thì ông đều chào hàng để ông bán dầu, ông dầu tôi bơm lên thoải mái mà, nghe không? Rồi cái gì nữa thưa quý vị? Mặc dù giá dầu tăng kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine, nhưng mà các cái nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đó và các quốc gia khác đó, thì bây giờ họ vẫn mua của Nga bù lại, nhưng mà họ được cái gì phải không? Họ được giảm giá từ 30 đến 35 đô la một thùng. So với cái dầu của Anh là Brent Crude Oil thì giá thị trường bây giờ khoảng 120 đô la một thùng. Bây giờ quý vị tính như 120 đô la mà bớt được 30 đô còn 90 đô à. Thấy không? Còn 90 đô. Mình nói vắn tắt đi, có nhiều người sẽ bảo ô, ông Dũng này nói dầu Nga nó khác dầu Anh á, bây giờ mình khoan nói nó phức tạp, mình cứ gọi cho tạm thời là bằng nhau đi, giống nhau đi. Nhưng mà bớt tới 30 tới 35 đô la là khá nhiều, là coi như khoảng là 1/4 rồi. Thấy không? 1/4. 120 đô la mà bớt thì gọi là 1/4, khá nhiều. Và cái điều quan trọng đây là Nga cần phải bán dầu nữa, bởi vì tới cuối năm nay 27 quốc gia Liên Âu họ sẽ ngừng không mua dầu của Nga. Thì bây giờ Nga phải đi tìm những nguồn khác để bán. Thì bán nó có nhiều loại lắm. Chở tàu cũng có này, đường ống dẫn dầu cũng có này. Nhất là chở tàu, bây giờ những nơi chưa có đường ống thì ông Nga ông chở tàu, ông chở lậu. Ông chở lậu, ông chở sao? Ông cho nhiều lắm. Nãy quý vị thấy, bác có thể cho coi lại cái đoạn video mà chiếu cái tàu của... Đây, quý vị thấy không? Đi như kiến. Gọi là dark activity. À, tại sao dark thì quý vị thấy không? 600% gia tăng, 600%. Đó. Và có những cái vụ gì nữa? Tàu dầu của Nga đi tắt cái GPS. Thưa quý vị, theo luật hàng hải đó, họ yêu cầu tất cả các tàu đi trên thế giới phải mở cái GPS lên để người ta định vị cái tàu đang ở đâu, để có tín hiệu SOS khi bị nạn, đánh SOS ta biết ở đâu liền, ta tới ta cứu. Nhưng chúng tôi chở dầu lậu, tôi tắt nó đi chứ làm sao chúng mình biết ở đâu. Thấy không? Tại cái này là không bắt buộc, cái là quy định thôi. Ví dụ tôi đi ra đường chơi, tôi phải cho người ta biết là cho bà xã nhà biết là tôi đang ở đám đông ở khúc nào, bà nhà theo dõi biết có chuyện gì bà chạy ra bà cứu, phải không? Tự nhiên lúc đó tôi thấy một em nào đó, ví dụ là đại khái cái hiểu đấy, tôi tắt nó đi, bà không biết ở đâu hết. Đó, bên bận
cái này là tôi đi lậu mà. À, đó, mấy ông Nga ông chơi kiểu đó. Thì ông chơi như vậy thì thế giới bó tay. Xin nhắc lại quý vị, tất cả các tàu đi trên thế giới được yêu cầu chứ không bắt buộc là mở máy lên. Thỉnh thoảng quý vị biết đó, là những cái tàu của Trung Quốc khi mà vào Biển Đông, tàu Việt Nam khi mà ra đấu với tàu Trung Quốc cũng vậy, hay là thăm dò, là theo dõi tàu Trung Quốc, họ tắt cái định vị đi, là mấy ông mà hàng hải không biết nằm ở đâu. Vì là họ muốn mở lên là mở lên biết thôi. Tại mở lên thì để có chuyện gì thì người ta sẽ cứu. Còn bây giờ tôi biết cái tàu tôi an toàn rồi, đi không có gì cả, tôi tắt đi, tại tôi chở dầu lậu, tôi bán, không thể nào biết được. Đó, nãy quý vị thấy coi cái bản đồ họ, họ minh họa. Cái sự gia tăng mà tắt tăng đến 600% những tàu của Nga đi kiểu đó. Tôi sẽ trình bày tiếp chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN, à SCT. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà các quốc gia bên châu Á bắt đầu mua dầu của Nga, bất chấp cái lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây. Nga thì bây giờ đi tìm nhiều khách hàng để bán. Mấy ông châu Á lợi dụng giá rẻ thì bán, bây giờ không có đường ống thì tôi chở một tàu, tàu tôi đi, tôi tắt máy định vị đi, mấy anh chả biết tôi đi đâu đó. Và rồi quý vị biết hôm trước tôi kể quý vị nghe nữa. Những cái dầu này mà Ấn Độ mua về đó là họ lọc lại, họ bán cho các nước khác. Làm sao biết được trong đó có dầu, dầu nào có máu của Ukraine, dầu nào không có máu của Ukraine, không biết được. Ngay cả Mỹ cũng mua nữa. Nó chở qua mấy tiểu bang miền Đông như New York và New Jersey, họ chở xăng của nó bán. Thì cái khuynh hướng này là khuynh hướng nó đang ngày càng tăng. Nhất là cuộc chiến ở tại Ukraine mà ngày càng kéo dài, thì Nga lại phải tìm cách bán dầu kiểu này để có tiền chi cho cuộc chiến. Ông Ukraine thì cũng mệt. Hôm nay tôi không muốn nói ông Ukraine thì bây giờ cũng đang lo lắng lắm. Ông bảo bây giờ mà không đưa vũ khí của tôi mà bây giờ Nga nó đánh Donbass thì coi như tôi tiêu. Thành ra kẹt, bây giờ Nga bây giờ là Mỹ cho 40 tỷ nhưng mà tháo khoán 40 tỷ đó đâu phải là tháo khoán cái liền, nó phải từ từ. Thì trong lúc từ từ vậy thì Nga đánh dữ quá, bây giờ người ta tính cái tỷ lệ đó. Cứ Nga có 20 khẩu đại bác thì Ukraine mới có 10 thôi. Tức là Nga 2, Ukraine mới có 1, thì Ukraine đang cần thêm đồ chơi để chơi với Nga. Họ chỉ cứ mong cầm cự về, không Nga thì trong lúc cầm cự về tôi cứ bơm dầu tôi bán giá rẻ tôi bán luôn. Đó, tôi bán. Thì muốn như vậy tôi phải đi tìm nhiều khách hàng. Các khách hàng là lợi dụng, mặc dù chơi với ông Mỹ mà chúng tôi thấy đồ rẻ, tôi cũng chơi thì họ cũng nói với ông Mỹ ha. Thông cảm đi. Mới đây là khi mà ông Antony Blinken, ông họp với lại cả Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và cả Ngoại trưởng Ấn Độ, ông cảnh cáo, cũng nói. Nhưng mà Ấn Độ vừa rồi họp với châu Âu, ông bảo mấy anh á, bảo là chúng tôi mua xăng dầu có máu của Ukraine đó. Thế mày mua khí đốt thì sao? Có sao còn mà còn máu của Ukraine trong đó không? Ông châu Âu ngụy im re. Tại vì châu Âu vẫn đang phải mua khí đốt của Nga. Còn Ấn Độ thì mua xăng dầu. Mà châu Mỹ phải không? Thế bây giờ đó, ngoài Ấn Độ ra, trở thành cái nước mua dầu nhiều nhất của Nga, theo sau là Trung Quốc. Trung Quốc sở dĩ đứng hạng nhì là bởi vì cái nền kinh tế họ chưa có gọi là khát dầu. Chắc phải một vài tháng khi mà Thượng Hải mới có bỏ phong tỏa thôi. Đậm chức phong tỏa dữ quá. Thượng Hải không 25 triệu dân rồi quý vị. Nó ngốn dầu xăng dầu nhỉ. Thì sau này mới có Thượng Hải mà trở lại hoạt động bình thường. Lúc đó chắc là ông Trung Quốc vượt qua ông Ấn Độ. Hai nước đều 1.4 tỷ dân nhưng mà ông Trung Quốc ngốn nhiều hơn. Mà vẫn không đủ, vẫn không, Nga vẫn dư thừa, thế mới ghê. Cái trữ lượng dầu của Nga lớn lắm.
Bây giờ đang tính một ông ham he mua là ông nào? Thổ Nhĩ Kỳ. À, ông Thổ Nhĩ Kỳ bảo thế, sắc rẻ tôi mua. Thổ Nhĩ Kỳ là không thuộc Liên Âu, thuộc NATO nhưng không thuộc Liên Âu. À, hôm trước có nó lộn 180 triệu dân, sửa lại nhớ là lộn thêm một số một, có 80 triệu dân. Thổ Nhĩ Kỳ có 80 triệu, không phải 180 nha. Khi quý vị nghe tôi nói lỡ 180 thì quý vị bỏ số 1 đi giùm tôi, nó có 80 triệu rồi. Nhưng mà anh Thổ Nhĩ Kỳ này không thuộc Liên Âu, nên anh không bị. Mà anh thuộc NATO, mà anh Thổ Nhĩ Kỳ này cũng chơi nhiều cú độc lắm. Lâu lâu anh cũng là sọc dưa lắm, để anh, cái lợi anh mà. Anh chơi với cả Mỹ, chơi cả Nga luôn hả. Mà anh có cái, anh bịt được cái chỗ hắc hải, anh không bịt, anh vẫn để cho tàu Nga vào, đó là phong tỏa cái Ukraine, thế mới kỳ. Trở lại vấn đề là chúng ta thấy bây giờ đó là tự nhiên cái Ấn Độ anh có giá, anh trở thành cái nơi, cái trung tâm mà lọc dầu lớn nhất thế giới. Và khi mà Ấn Độ đó ông mua rẻ như vậy á, thì ông cũng bán rẻ cho xíu để ông kiếm lời. Chứ nếu mà ông đắt quá đúng giá thị trường á, thì coi như là không ai mua. Ông cũng cạnh tranh với mấy ông kia chứ, cạnh tranh với ông Ả Rập chứ, không? Thì bây giờ Ấn Độ là đang ăn tiền. Rồi trở lại cũng Ấn Độ luôn, thì người ta phát hiện ra đây. Vì nói Ấn Độ nha, trong tháng 5 không đó, người ta thấy có 30 cái dầu khổng lồ, cái tàu khổng lồ của Nga chở dầu thô đến Ấn Độ. Và mỗi ngày bơm ở những cái tàu này là khoảng 430.000 thùng dầu một ngày. 430.000 thùng dầu một ngày. Là quý vị tưởng tượng bao nhiêu cái tàu, 30 cái tàu. Và trước đây đó là cái trung bình đó, của Nhật, của Ấn Độ thưa quý vị. Một ngày đó, từ tháng Giêng đến tháng 3 chỉ có 60.000 thùng một ngày thôi. Bây giờ tháng 5 đó là nó lên 430.000 thùng một ngày. Như gấp mấy lần? Gấp 7 lần. Gấp 7 lần. 6, 7, 4, 2. Đấy 430.000. Đó. Rồi ai nữa? Ông Trung Quốc á, thì bây giờ thế này. Ông Trung Quốc cũng có những nhà máy lọc dầu, cũng gia tăng cái số mua. Năm 2021 đó, Trung Quốc mua là khách hàng mua dầu của Nga lớn nhất. Như tôi nói nãy đó, vì cái vụ Covid-19 giảm xuống. Năm 2021 đó, trung bình một ngày đó, Trung Quốc mua của Nga là 1.6 triệu thùng một ngày. Bây giờ nó tăng lên, nó chưa có con số mới. Trong khi Ấn Độ vẫn tiếp tục coi nhập cảng chỉ 1/4 của cái số dầu mà Nga bán ra cho các nước khác. Nhưng mà kể từ khi cái cuộc chiến này xảy ra và có xung đột giữa Ấn Độ và Mỹ đó, thì Ấn Độ lại mua thêm nhiều hơn nữa. Bởi vì Ấn Độ họ bảo bây giờ anh nhìn đi, bây giờ tôi là lọc dầu, mà bây giờ dầu mà không có, nếu mà theo mấy anh cấm vận nó không mua thì ông kẹt. Mà giờ nó bán rẻ quá, mấy anh thông cảm. Ông nghĩ đành ngậm bồ hòn. Ông Mỹ đành ngậm bồ hòn. Mặc dù ông nghĩ, ông Mỹ bảo rằng là chúng tôi cần quý vị phải hợp tác. Như hồi nãy tôi nói ông Blinken, ông bảo là ông gặp cả ngoại trưởng và cả bộ trưởng quốc phòng của Ấn Độ, ông bảo là hồi tháng 4 ông bảo là quý anh phải giúp chúng tôi cấm vận. Nhưng mà ông Ấn Độ nhưng mà ông lại làm chuyện khác. Đời nó như thế. Trong khi đó thì thưa quý vị, bên Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục là cấm vận Nga. Và bây giờ làm sao cấm vận, nhưng mà họ lại cũng phải để cho các nước khác họ mua. Bởi vì nếu mà cấm vận mà rồi các nước khác không được mua nữa, giá xăng nó tăng. Cái này là bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính của Mỹ, bà cũng trình bày. Chúng ta cấm vận nhưng chúng ta đừng để cái mức xăng dầu lên quá 120 đô la một thùng, vậy là căng lắm. Tức là gì, bây giờ làm lơ. Có thể nói là làm lơ cho mấy ông này mua cũng Nga. Nhưng mà họ hy vọng Nga bán giá rẻ. Ông Nga sẽ thu không được nhiều tiền. Nhưng mà ông Nga theo lại tính khác, là tôi thu ít tiền thì tôi tăng số bán lên. Cái vấn đề là tùy theo là những nơi này tàu Nga có chuyên chở được đủ hay không.
những nơi khác có đủ cái sức để mà lọc dầu hay không. Bởi vì đây bán là dầu thô thôi, họ phải lọc và chế thành xăng cung cấp cho thế giới thì mới giảm được. Thì câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là đến bao giờ thì Mỹ và các nước phương Tây nghiêm túc trong cái chuyện mà cảnh cáo Trung Quốc cũng như Ấn Độ và những nước khác là các anh không được làm vậy nữa. Thì ta không biết. Tại bây giờ nó cũng kẹt. Ấn Độ cũng là cái nước lớn mà Ấn Độ để ý, nhớ là nằm trong bộ tứ của Kim Cương nha. Ấn Độ, Úc, Nhật, Mỹ. Mà ông Mỹ nói mà ông Ấn Độ không nghe. Mà ông Ấn Độ giờ ông cũng không thể không mua, bởi nếu không cũng sẽ bị ông cùng Trung Quốc cạnh tranh. Mà thậm chí nay mai Trung Quốc mà kinh tế nó bình thường lại, giành bộ Ấn Độ. Mặc dù ông Nga ông là có vô tận nhưng mà cái số tàu để chở đó nó có giới hạn. Và ông chưa làm được đường ống này dẫn của Ấn Độ với lại Trung Quốc. Cả một cái chuyện lâu dài. Thì bây giờ chủ yếu là họ dùng tàu họ chở bằng đường biển không à. Và đi đường vòng rất là xa. Đó. Thành ra câu hỏi lớn nhất là bao giờ thì chuyện này chấm dứt chúng ta không biết. Liệu Mỹ và phương Tây có dám chờ bạo không? Hay là cứ để mấy anh này xe rào như thế? Bởi vì tiếng nói lương nan. Một đằng muốn dập ông Nga, nhưng mà một đằng cũng phải để mấy ông này, để mấy ông làm ăn. Nhưng thôi Mỹ với phương Tây sao mà nuôi nổi mấy ông này? Mấy ông này bảo giờ kinh tế tôi đi xuống, ai nuôi dân tôi đây? Kẹt ha. Đó là câu chuyện đáng chú ý ông Toàn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.